Trang mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập cuối chương 5 ở trang 34-35. Bài 1. Biểu đồ cột ở hình 33 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt của tỉnh Bình Dương vào các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là sao các bạn? Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa là tổng giá trị mà hàng hóa được xuất đi, hay là lượng tiền thu về khi chúng ta xuất hàng hóa đi của nước nhà hay là của doanh nghiệp, được chưa? Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, mình hiểu là cái lượng hàng hóa xuất đi hoặc là cái lượng tiền mà chúng ta thu về khi mà chúng ta xuất đi cái lượng hàng hóa đó là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Ước đạt có nghĩa là ước tính thôi. Câu A, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 của tỉnh Bình Dương tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2016? Thì chúng ta tính tăng bao nhiêu phần trăm? Thì có hai cách để mà tính cái tăng bao nhiêu phần trăm. Cách thứ nhất, chúng ta lấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020, chúng ta trừ cho kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016. Rồi mình lấy cái hiệu đó, mình chia cho kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016, mình nhân cho 100%. Cách tính thứ hai, chúng ta sẽ đi tính tỷ số phần trăm của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016. Sau đó, chúng ta lấy tỷ số phần trăm đó, chúng ta trừ cho 100%. Hiệu tìm được chính là cái lượng tăng bao nhiêu phần trăm. Rồi, bây giờ mình sẽ làm theo cách thứ hai nha. Bài 1, câu A. Điều đầu tiên, chúng ta đi tính tỷ số phần trăm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thì viết tắt cho nhanh nha. Tỷ số phần trăm kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 của tỉnh Bình Dương và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016 của tỉnh Bình Dương là đó. Tỷ số phần trăm kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 của tỉnh Bình Dương và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016 của tỉnh Bình Dương là năm 2020 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đây là 27,755. Còn năm 2016 đây, kim ngạch xuất khẩu là 19,257. 19,257. Đó, đây là tỷ số. Còn tỷ số phần trăm, tỷ số phần trăm là chúng ta nhân cho 100. Để dấu phần trăm vào. Rồi mình bấm máy tính nha. 27,755 phần 19,257 nhân cho 100. Đó. 100 chúng ta có thể để trên tử hoặc để đây đều được nha. Mình được là 144,13 nha. Mình làm tròn là 144,13. Làm tròn 144,13. Dấu phần trăm này nữa. Đó, đây là tỷ số phần trăm. Rồi, sau đó mình sẽ lấy cái số này. Mình lấy cái số này, mình trừ cho 100%. Thì chúng ta sẽ có cái lượng tăng. Trừ cho 100% thì mình còn 44,13%. Được chưa? Mình kết luận luôn cho nó gọn các bạn. Vậy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020
của tỉnh Bình Dương tăng 44, mình trừ đi 100 rồi mình còn 44,13% nha. Mình trừ đi 100 rồi mình còn 44,13% so với năm 2016. Ok. Mình xong câu A. Câu B, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương trung bình là bao nhiêu tỷ đô la Mỹ? À, tính trung bình các bạn. Trung bình thì chúng ta cộng hết các số này lại. Mấy số? 1, 2, 3, 4, 5. Cộng hết 5 số này lại. Và mình chia cho 5. Được chưa? Cộng hết 5 số này lại và chia 5. Đó là cách để mà chúng ta tính trung bình. Mình nói là trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, câu B này, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương trung bình là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương trung bình là đó. Muốn tính trung bình mình chỉ việc cộng 5 bạn này lại và chia 5. 19,257 cộng cho 21,908 tiếp tục cộng cho 24,032 cộng cho 25,287 và cuối cùng là 27,755. Rồi, 5 số thì chúng ta sẽ chia cho 5. Rồi, khi mình bấm máy tính, mình đừng có nhìn vào đây. À, mình nhìn vào mình bấm này, để đỡ nhầm, để nhớ mình ghi nhầm thì sao đúng không? Mình nhìn vào đây. Đây, 19,257, 21,908, 21,908, 24,032, 25,287, 27,755. Rồi, chia cho 5. Ok. Chúng ta được là 23,6478. 23,6478. 23,6478. Đơn vị là gì các bạn? Tỷ đô la Mỹ ha. Đơn vị là tỷ đô la Mỹ ha. Tỷ đô la Mỹ. Rồi mình xong câu B. Câu C. Hoàn thành số liệu ở bảng sau. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Đơn vị là tỷ đô la Mỹ. À, người ta cho rồi. Đây là của cả nước. Còn bây giờ là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương. Tỷ đô la Mỹ. À, bây giờ chúng ta điền vào đây. Thì mình có thể xem ở đây. À, mình xem ở đây. Mình ghi vào đây thôi. Đây. 2016 là 19,257. 19,257. Mình ghi vào vở ha, mình nói là ta có bảng số liệu nha, mình nói là ta có bảng số liệu rồi mình kẻ cái bảng này vào vở. Còn thầy thì tận dụng luôn cái bảng này nha. Rồi, tiếp theo 2017 là 21,908. 21,908. Năm 2018 là 24,032. 24,032. 2019 là
25,287. 2020 là 27,755. 27,755. Rồi, cái dòng thứ ba là tỷ số giữa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Tỉnh Bình Dương đây, cả nước đây, đừng có nhầm nha các bạn. Tỉnh Bình Dương này, cả nước này. Tỷ số nha. Tỷ số là 19,257 phần 176,6. Đó. Đây là cái tỷ số mà đề yêu cầu chúng ta phải điền vào. Tiếp tục 2017 thì 21,908 chia cho 214,0. Đây là 24,032 phần 243,5. Bạn này là 25,287. Còn đây là 264,2. Đây là 27,755. Đây là 282,7. Ok, rất là đơn giản đúng không? Nhớ là tỷ số giữa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Dương so với cả nước. Bình Dương đây, còn cả nước đây. Cho nên lấy tử là cái này, còn mẫu là cái này. Vậy thôi, chú ý cái đó. Rồi, chúng ta xong bài 1. Mình qua bài 2. Biểu đồ đoạn thẳng ở hình 34 biểu diễn dân số của thế giới vào các năm. Vào các năm này, giả sử dân số thế giới tại các năm M và N lần lượt là A và B. Có nghĩa là dân số thế giới năm M là A, còn dân số thế giới năm N là B. Ta gọi tốc độ tăng dân số từ năm M đến năm N là tỷ số. À, cái tỷ số này mình gọi là tốc độ tăng dân số từ năm M đến năm N. B trừ A, mẫu là N trừ M. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu là gì? B trừ A, chúng ta hiểu là B đây. B là dân số 5N. Dân số thế giới 5N. Mình nói tắt là dân số 5N. Đó, B. B chính là dân số 5N. Trừ cho A. A là trừ cho dân số 5M. Mẫu là N trừ M. Đây là 5 nha. 5M trừ cho 5N trừ cho 5M. Đó. Được chưa? 5M, 5N trừ cho 5M. Đây, cái tỷ số này chúng ta gọi là tốc độ tăng dân số. Người ta yêu cầu mình là tính tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1927. Bài 2, câu A, mình ghi là tốc độ tăng dân số thế giới. Thứ nhất là từ năm 1804 đến năm 1927. Đây. Thì như hồi nãy mình vừa rút ra ha, là mình lấy dân số 5N trừ cho dân số 5M chia cho 5N trừ cho 5M. Đây các bạn. Từ 5 5N này, lấy 5 này, mình trừ cho 5 này đúng không? Mình lấy 5 này mình trừ cho 5 này là dư mẫu này. Đây là N này, M này. 1927 trừ cho 1804. Rồi tử thì mình lấy dân số của 5N, mình trừ cho dân số của 5M. Đây là 1927, 1927 đây, dân số là 2 tỷ
nha, 2 tỷ. 2. Dân số của 5 5m là 1. Đó, có nghĩa là tử là 2 trừ cho 1. Các bạn nắm được không? Rồi. Bây giờ mình sẽ tính xem bằng bao nhiêu. Hai trừ một, hai trừ một thì chúng ta được một rồi. Còn đây là 1927, mẫu là 1927 trừ cho 1804. Mình bấm nút này ha, SD này các bạn. Đó, mình được là 0,00813. Mình làm tròn là 0,008. Chúng ta làm tròn 0,008. Đó. Đó là tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1927. 1804 đến năm 1927. Rồi, ý tiếp theo là từ năm 1999 đến năm 2011. Từ năm 1999 đến năm 2011. Đây, tốc độ tăng dân số nè. Mẫu á, lấy 2011 trừ cho 1999, đó là mẫu. Còn tử á, mà lấy dân số năm 2011, mình trừ cho dân số năm 1999. Dân số năm 2011 là 7 tỷ, 1999 là 6 tỷ. Có nghĩa là đơn tử á, là 7 trừ 6. Ha. Trên tử là 7 trừ 6. Còn mẫu là 2011 trừ cho 1999. Chúng ta được 1/12. Làm tròn là 0,08. Chúng ta làm tròn là 0,08. Đó. Đây. Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm này đến năm này là 0,008. Còn từ năm 1999 đến năm 2011 là 0,08. Đây là 0,008, còn đây là 0,08. Các bạn chú ý nha. 0,008, còn đây là 0,08. Rồi, mình xong câu A ha. Rồi, câu B. Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1999 đến năm 2011 gấp bao nhiêu lần tốc độ tăng dân số thế giới từ năm này đến năm này? Thì muốn biết gấp bao nhiêu lần, chúng ta lấy số này, chúng ta chia cho số này ha. Số này chia số này. Câu B này. Ta có 0,08. Số này chia số này là 0,008. Là bằng 10 đúng không? Bằng 10. Vậy là gấp 10 lần nha. Vậy tốc độ tăng dân số thế giới. Vậy tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1999 đến năm 2011. Từ năm 1999 đến 2011 gấp 10 lần. Gấp 10 lần tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến 1927. Ok. Đó. Tăng gấp 10 lần. Ok. Rồi mình xong câu B. Câu C. Hoàn thành số liệu ở bảng sau. À, bảng này. Dân số thế giới tăng tỷ người
thời gian cần thiết năm từ 1 tỷ lên 2 nha, từ 1 lên 2 có nghĩa là từ 1 tỷ người lên 2 tỷ người. Mình thấy nè, từ 1 tỷ người lên 2 tỷ người, từ 1 tỷ người lên 2 tỷ người thì thời gian cần thiết là bao nhiêu năm? Có nghĩa là từ đây tới đây. Từ đây tới đây. Chúng ta lấy hai bạn này trừ cho nhau ha. Mình lấy là 1927, 1927 mình trừ cho 1804. Chúng ta được là 123 năm. Có nghĩa là dân số thế giới tăng từ 1 tỷ lên 2 tỷ thì cần 123 năm. Rồi, tiếp theo nè. Từ 2 lên 3, có nghĩa từ 2 tỷ lên 3 tỷ, từ 2 tỷ lên 3 tỷ thì từ năm 1927 đến 1959 thì mình lấy 1959 mình trừ cho 1927 đúng không? 5 trừ 2 là 3, 9 trừ 7 là 2, là 32 năm. Đó, từ 2 tỷ lên 3 tỷ là 32 năm. Thời gian cần thiết năm này, 32 năm. Từ 3 lên 4, đây, từ 3 lên 4, từ 3 lên 4 là có nghĩa là từ năm 1959 đến 1974. Thì số năm cần thiết là mình lấy 1974, mình trừ cho 1959, thì chúng ta được là 15 năm. Đúng không? Cần 15 năm. Tiếp theo, từ 4 tỷ lên 5 tỷ. Đây, 4 tỷ lên 5 tỷ. Thời gian cần thiết đây. 4 tỷ là ứng với bạn này, 5 tỷ ứng bạn này. Thời gian cần thiết đây. Mình lấy bạn này, mình trừ bạn này ha. 8 trừ 7 là được 1. 7 trừ 4 là được 3. 13 năm. Đó. Tiếp theo, từ 5 tỷ lên 6 tỷ. 5 lên 6. Thời gian cần thiết là từ 1987 đến 1999, mình trừ ra mình được là 12 năm. Và từ 6 tỷ lên 7 tỷ, thời gian cần thiết là 1599 đến năm 2011, mình trừ ra. Thì chúng ta cũng được là khoảng này là 12 năm. Đó, các bạn nắm được không? Tăng từ 1 tỷ lên 2 tỷ, cần 123 năm. Tiếp tục tăng từ 2 tỷ lên 3 tỷ, cần 32 năm. Và cứ như vậy. Chúng ta đã xong cái bảng số liệu. Thì mình nói là ta có bảng số liệu, mình kẻ bảng này vào vở thôi. Câu D. Nêu nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011. 1804 đến năm 2011. Thì mình thấy rằng là tốc độ tăng dân số thế giới sao các bạn? Ngày càng nhanh. Được chưa? Mình thấy không? Cái này là tăng 1 tỷ nè, tăng 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ. Lúc đầu là cần 123 năm để tăng 1 tỷ, nhưng mà sau đó cần 32 năm để tăng lên 1 tỷ nữa. Cần 15 năm để tăng lên 1 tỷ, rồi cần 13 năm để tăng lên 1 tỷ. Các bạn thấy không? Thời gian cần thiết để tăng lên 1 tỷ nó giảm dần. Đó, có nghĩa là tốc độ tăng dân số ngày càng nhanh. Câu D. Chúng ta nhận xét là tốc độ tăng dân số thế giới, tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804, từ năm 1804 đến năm 2011. Tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011 ngày càng nhanh. Nè, tốc độ tăng dân số ngày càng nhanh. Bởi vì thời gian mà để tăng lên 1 tỷ nó càng được rút ngắn. Mình giải thích thế này. Vì thời gian để tăng thêm 1 tỷ người ngày càng rút ngắn. Vì thời gian để tăng thêm 1 tỷ người ngày càng rút ngắn. Đây,
thời gian tăng thêm 1 tỷ người này, 123 năm, còn 32 năm, còn 15 năm, còn 13 năm, còn 12 năm, 12 năm. Ha. Rồi, chúng ta xong bài 2 các bạn. Cái bài này nó nằm ở 2 trang nên hơi chọc đấy. Chúng ta đi vào bài 3. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở của nước ta năm 2019, dân số Việt Nam là 96.208.984 người và quy mô dân số theo 6 vùng kinh tế xã hội được biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn ở hình 35. Câu A, hãy nêu quy mô dân số của mỗi vùng kinh tế xã hội của nước ta. Đề bảo chúng ta làm gì các bạn? Hãy nêu quy mô dân số của mỗi vùng kinh tế xã hội của nước ta. Quy mô dân số là cái gì các bạn? Đó, mình phải hiểu cái đó. Thì quy mô dân số là tổng số dân sinh sống trong những vùng lãnh thổ nhất định vào những khoảng thời điểm nhất định. Ha. Có nghĩa là đề hỏi chúng ta là hãy nêu quy mô dân số. Chẳng qua là hãy nêu tổng dân số của mỗi vùng kinh tế xã hội của nước ta. Đó, mình hiểu nôm na là vậy. Ha. Hãy nêu tổng dân số của mỗi vùng kinh tế xã hội nước ta. Thì mình đã có, nước ta có 96 triệu người. Mà mỗi vùng chiếm phần trăm như thế này. Đó. Thì muốn tính vùng nào thì chúng ta lấy cái số này, chúng ta nhân với cái phần trăm tương ứng là mình có. Ha. Câu này cũng khá đơn giản thôi. Bài 3 nè. Vấn đề là các bạn phải hiểu quy mô dân số là gì thôi. Mình nói là, nói sao hả? Nói sao cho nó còn các bạn. Quy mô dân số của mỗi vùng kinh tế xã hội của nước ta. Quy mô dân số của mỗi vùng kinh tế xã hội của nước ta là, đó, nước ta là, mình sẽ lần lượt ha, từ trên xuống dưới ha. Đây, vùng đầu tiên là Trung du và miền núi phía Bắc. Trung du và miền núi phía Bắc. Chúng ta lấy bạn này, lấy 96.208.984. Mình nhân cho cái phần trăm tương ứng ha. Trung du và miền núi phía Bắc là màu xanh này đúng không? Tương ứng với lại 13 đúng không các bạn? 13.0%. Đó. Như vậy thì mình làm cái nào mình khoanh cái luôn. Nhân cho 13.0%, có nghĩa là nhân cho 13.0 và mình chia cho 100. Đó. Nhân cho 13% là nhân cho 13 và chia cho 100. Rồi, tiếp theo mình nhờ máy tính thôi. 96.208.984 nhân cho 13 rồi chia cho 100 ha. Đây, mình chỉ bấm như là được ha, nhân cho 13 chia 100. Đó, mình làm tròn luôn nha các bạn. Mình được bao nhiêu nhỉ? 12.507.168 đúng không? Đây là số người mà, nên mình phải làm tròn thôi. Đâu đó khoảng 12.507.168. À, làm tròn là 168. Đơn vị là gì? Người. Đó. Có nghĩa là ở Trung du và miền núi phía Bắc
thì có khoảng 12.507.168 người đang sinh sống ở đó. Đó, hiểu nôm na là vậy ha. Hiểu một cách bình dân là vậy. Còn quy mô dân số là người ta nói rất là khoa học đúng không? Những cái từ ngữ rất là khoa học. Rồi tiếp theo, đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng là màu cam này các bạn. À, đây, đồng bằng sông Hồng đây. Như vậy thì mình lấy 96.208.984. Mình nhân cho 23,4 và mình chia cho 100. Nhân cho 23,4 và chia cho 100. Đây, chúng ta chỉ việc sửa số 13 thành số 23,4. 23,4 là được các bạn. Mình được là 22.000.000. Mình được 22.512.902 đơn vị là người. Đó, có nghĩa là có 22 triệu người. 22.512.902 người đang sống ở vùng đồng bằng sông Hồng. Rồi tiếp theo, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Mình lấy 96.208.984. Bắc Trung Bộ, Duyên Hải miền Trung là cái màu này. Màu tím tím này các bạn, tương ứng với 21% đúng không? Mình nhân cho 21 và mình chia cho 100. Được chưa? À, rất là đơn giản thôi đúng không? Tương tự như vậy, chúng ta sửa số 23 thành số 21 là được. Đó. Mình được là 20.203.887 đúng không? Mình làm tròn nha, 887. Ok. Người. Đó, trong này có thể ăn ha. Trong 20 triệu người này có thể ăn ở đây. Thể ăn ở Duyên Hải miền Trung. Rồi. Tiếp theo là Tây Nguyên. Tây Nguyên là màu vàng các bạn. Đây, Tây Nguyên 6,1%. Tây Nguyên 96.208.984 nhân cho 6,1 chia cho 100. Thôi thì ghi luôn rồi thì bấm máy tính một lần luôn các bạn. Rồi tiếp theo là Đông Nam Bộ, nó sẽ nhanh hơn. Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ màu xanh nhạt đây là 18,5. Có nghĩa là chúng ta lấy 96.208.984 mình nhân cho 18,5. Nhân cho 18,5 và chia cho 100. Đông Nam Bộ. Rồi cuối cùng là đồng bằng sông Cửu Long. Đồng viết khoa các bạn, đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long 96.208.984. Đồng bằng sông Cửu Long là màu xanh lá cây 18%. Có nghĩa chúng ta nhân cho 18 và chia cho 100. Rồi, bây giờ mình bấm máy tính một phát luôn.
Cái đây mình sửa thành 6,1 ha. Mình sửa thành 6,1. Mình bấm nút này nha, nút này. À nút này chứ. Bấm nút này rồi xóa. 6,1 đúng không? Rồi, chúng ta được là 5.868.748 người. Rồi đây là 18,5, bấm nút này ha. Xóa. 18,5 bằng 17.798.662 đơn vị là người. Và cuối cùng là 18. Chúng ta được là 17.317.617 đơn vị là người. Wow, khá dài các bạn. Đúng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vùng ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ok các bạn. Có gì sai sót thì các bạn nhắc thầy An với nha. Rồi, mình xong câu A thôi. Mới xong câu A thôi. Câu B. Người ta hỏi là vùng kinh tế xã hội nào có quy mô dân số lớn nhất, nhỏ nhất? Thì thay vì mình nhìn ở đây, khó nhìn lắm các bạn. Rất là khó nhìn. Nhìn những số này, số nào lớn nhất, số nào nhỏ nhất. Rối lắm. Mình nhìn ra cho tiện nè. Mình thấy là lớn nhất là 23. 23,4% là tương ứng với lại vùng đó là đồng bằng sông Hồng. Còn nhỏ nhất là 6,1% tương ứng với Tây Nguyên. Được chưa? Mình nói là vùng kinh tế xã hội lớn nhất là đồng bằng sông Hồng. Câu B nè. Vùng kinh tế xã hội, vùng kinh tế xã hội đồng bằng sông Hồng có quy mô dân số lớn nhất. Đó, có quy mô dân số lớn nhất. Khuyến mãi thêm cho người ta. Sông Hồng nè. Không. 22.512.902 người. Đó, khuyến mãi thêm vô. 22.512.902 người. Đó. Vùng đồng bằng sông Hồng là có quy mô dân số lớn nhất. Đó, tiếp theo này. Vùng kinh tế xã hội Tây Nguyên. Vùng kinh tế xã hội Tây Nguyên. Vùng kinh tế xã hội Tây Nguyên có quy mô dân số nhỏ nhất. Có quy mô dân số nhỏ nhất. Rồi, khuyến mãi cho người ta luôn. Nhỏ nhất là bao nhiêu? Tây Nguyên đây. 5.868.748. 5.868.748 người. Ok. Mình xong câu B. Và mình cũng xong luôn bài 3. À, khá dài. Bài 4.
Nếu mà bài 3 khá dài thì bài 4 lại là khá ngắn các bạn. Biểu đồ hình 36 biểu diễn tỷ lệ theo thể tích trong không khí của khí oxygen, đây là khí oxy, khí nitrogen có nghĩa là khí nitơ, hơi nước, khí carbonic và các khí khác. Quan sát biểu đồ các thành phần của không khí ở hình 36 và cho biết trong không khí có bao nhiêu phần trăm là khí nitrogen, bao nhiêu phần trăm là khí oxygen, bao nhiêu phần trăm là hơi nước, khí carbonic và các khí khác. Rất là đơn giản. Khí nitrogen, nitrogen đây, màu xanh, 78%. Đúng không? Tiếp theo, khí oxygen. Oxygen, oxygen là màu màu cam nè, hay là màu vàng, 21%. Hơi nước, khí carbonic và các khí khác, đây, màu xanh, lá cây, 1%. Đó, mình làm vô vở thôi. Bài 4 nè. Mình nói là dựa vào biểu đồ ở hình 36 ta có dựa vào biểu đồ ở hình 36 ta có ta có gì? Trong không khí có khí nitrogen chiếm 78%. Ta có thành phần của không khí là đó. Thành phần của không khí là thứ nhất là khí nitrogen là 78% này. Tiếp theo là khí oxygen 21% này. Tiếp theo là hơi nước 14% và các khí khác. Là 1%. Dựa vào biểu đồ ở hình 36, ta có thành phần của không khí là khí nitrogen 78%, khí oxygen 21%, hơi nước, khí carbonic và các khí khác 1%. Rồi. Chúng ta xong bài 4 các bạn. Chúng tôi qua bài 5. Quặng sắt là các loại đá và khoáng vật mà từ đó sắt kim loại có thể được chiết ra. Quặng sắt thường giàu các sắt oxit và có màu sắc từ xám sẫm, vàng tươi, tía sẫm tới nâu đỏ. Quặng hematit là loại quặng sắt chính có trong các mỏ của nước Brazil. Tỷ lệ sắt trong quặng hematit được biểu diễn ở hình 37. Tại hình 37 thì sắt nó chiếm 69,9%. Trong cái quặng hematit. Đề bài chúng ta là trong 8 kg quặng hematit có bao nhiêu kg sắt? Thì mình muốn tính số kg sắt có trong 8 kg quặng hematit. Chúng ta sẽ lấy 8, chúng ta nhân cho phần trăm của sắt chiếm ha, thì mình sẽ được số kg sắt. Bài 5 này mình nói là khối lượng sắt có trong 8 kg quặng hematit là lấy 8 kg nhân cho 69,9%. 69,9% có nghĩa là chúng ta chia cho 100 ha. 8 nhân cho 69,9 chia cho 100. Chúng ta được là 5,592.
Đơn vị đây là kg, nên đơn vị chúng ta là kg. Mình xong bài 5. Bài 6. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần, tính xác suất của mỗi biến cố sau. Câu A, mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 6. Thì mình biết rồi, xác suất là bằng tỷ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra. Thì số các kết quả có thể xảy ra chúng ta sẽ dùng chung cho cả hai câu A và B luôn. Cho nên việc đầu tiên chúng ta sẽ đi tính số kết quả có thể xảy ra trước. Muốn tính số các kết quả có thể xảy ra, chúng ta sẽ viết tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra. Bài 6 nè, mình đi viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc, đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là, mình gọi tập hợp này là tập hợp A. Thì có thể xuất hiện gì các bạn? Có thể xuất hiện mặt một chấm, đúng không? Mặt một chấm. Hay là có thể xuất hiện mặt hai chấm. Có thể xuất hiện mặt ba chấm. Có thể xuất hiện mặt bốn chấm. Có thể xuất hiện mặt 5 chấm. Và có thể xuất hiện mặt 6 chấm. Đó. Thì từ đây mình thấy là số các kết quả có thể xảy ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6. À. Hoặc là mình ghi là số phần tử của tập hợp A là 6. Số phần tử của tập A là 6. Đó, mình vừa tính số các kết quả có thể xảy ra. Rồi bây giờ mình đi vào câu A. Mình sẽ đi tính số các kết quả thuận lợi cho biến cố. Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 6. Ước của 6 thì mình có số 1, số 2, số 3, số 6. Có 4 ước đúng không? Cho nên là có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố này. Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố. Mặt xuất hiện của xúc xắc biến cố là mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 6. Có số chấm là ước của 6 là 4 kết quả thuận lợi. Bây giờ mình liệt kê ra. Kết quả thứ nhất là mặt 1 chấm. Kết quả thứ hai là mặt 2 chấm. Kết quả thứ ba là mặt 3 chấm. Kết quả thứ tư là mặt 6 chấm. Đó. Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố này. Từ đây chúng ta suy ra xác suất ha. Xác suất của biến cố này. Số kết quả thuận lợi là 4 chia số kết quả có thể xảy ra là 6. Rút gọn chúng ta được 2/3. Mình xong câu A. Câu B. Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2. Chia 3 dư 2 thì có thể là mặt 2 chấm hoặc là mặt 5 chấm, đúng không? 2 chia 3
được 0 dư 2, 5 dư 3 được 1 dư 2. Đó, như vậy thì mình có hai kết quả thuận lợi cho biến cố này. Câu B có hai kết quả thuận lợi cho biến cố. Biến cố là mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2. Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2 là có hai kết quả thuận lợi, đó là mặt hai chấm hoặc là mặt 5 chấm. Đó, từ đây chúng ta suy ra là xác suất của biến cố này là số kết quả thuận lợi là 2, số kết quả có thể xảy ra là 6, 2 phần 6 chúng ta rút còn là 1 phần 3. Rồi, chúng ta xong bài 6. Mình qua bài 7. Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, vân vân, 5, 1, 5, 2. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp, tính xác suất của mỗi biến cố sau. Câu A, số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 17 dư 2 và chia cho 3 dư 1. Thì cũng tương tự như vậy. Đề bài chúng ta tính xác suất của mỗi biến cố. Thì tính xác suất là mình đi viết số kết quả, mình đi viết tỷ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số kết quả có thể xảy ra. Mà số kết quả có thể xảy ra chúng ta sẽ dùng chung cho hai câu A và B. Cho nên việc đầu tiên mình đi tính số kết quả có thể xảy ra. Muốn tính số kết quả có thể xảy ra, chúng ta sẽ đến tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra. Việc đầu tiên mình đi tính tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. Đối với số xuất hiện trên thẻ rút ra là, giả sử tập hợp B đi ha, gồm các phần tử là 1 này, 2 này, 3 này, vân vân, 51 này, 52 này. Đó, từ đây mình thấy số phần tử của tập hợp B là 52 phần tử. Số phần tử của tập hợp B là 52. Rồi bây giờ mình mới đi vào câu A. Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 17 dư 2 và chia cho 3 dư 1. Thì mình sẽ làm lần lượt ha. Mình xem xét số nào mà chia 17 dư 2. Rồi trong các số mà chia 17 dư 2 mình sẽ chọn ra những số mà chia cho 3 dư 1. Được chưa? Chứ không mình làm chung thì khó lắm. Mình thấy nè, là trong các số từ 1 cho đến 52 có các số chia cho 17 dư 2 là số nào chia 17 dư 2 các bạn? Mình thấy là số 2 nè.
Số 19 nè. Đó. 19 chia cho 17 được 1 chia 2. Số tiếp theo là số muốn tìm cái số đó mình lấy 17 mình nhân 2 là 34. Mình cộng 2 nữa là 36. Số 36 nè. Đó, được chưa? Số này chính là 17 nhân 0 cộng 2. Số này là 17 nhân 1 cộng 2. Số này là 17 nhân 2 cộng 2. Số tiếp theo là 17 nhân 3 cộng 2. Nhưng mà nó vượt qua 52 mắc nên mình tới đây mình dừng. Đó. Trong các số từ 1 đến 52 có các số chia cho 17 dư 2 là ba số này. Đó. Thì tiếp tục trong ba số này mình tìm số nào mà chia cho 3 dư 1. Thì trong ba số này mình thấy là chỉ mỗi số này là chia 3 dư 1. Được chưa? Trong ba số này chỉ có một số chia 3 dư 1 là số 19. Vậy thì chúng ta chỉ có một kết quả thuận lợi cho biến cố này ha. Vậy có một kết quả. Vậy có một kết quả thuận lợi cho biến cố. Biến cố đó là số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 17 dư 2 và chia cho 3 dư 1 là số 19. Đó, có một kết quả thuận lợi cho cái biến cố này. Từ đây mình suy ra xác suất. Từ đây chúng ta suy ra xác suất của biến cố này là số kết quả thuận lợi là 1 chia cho số kết quả thuận lợi là 1 chia cho số kết quả có thể xảy ra là 52. Rồi chúng ta được 1/52. Rồi câu B. Câu B là số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa trừ số 5. Có chứa trừ số 5. Bây giờ mình chưa đếm được, mình ghi trước đã. Mình nói là có chấm chấm. Có chấm chấm. Kết quả thuận lợi. Cho biến cố. Biến cố là số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa trừ số 5. Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa trừ số 5. Là có chứa trừ số 5 thì đó là số 5 nè, đúng không? Rồi tiếp theo là số 15 nè, 25 nè, 35 nè, 45 nè, rồi số 50 nè, số 51 nè, số 52 nè, hết. Mình chỉ lấy trong 52 số này thôi ha. Mình có nhiêu số? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì mình điền vào đây. Có 8 kết quả thuận lợi cho cái biến cố này. Từ đây mình suy ra là xác suất của biến cố này ha. Suy ra xác suất của biến cố này là số kết quả thuận lợi là 8, số kết quả có thể xảy ra là 52. Rút gọn chia cho
Chia cho 4 thì mình được 2 phần 13. Rồi. Chúng ta xong bài 7. Mình qua bài 8. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chỉ số. Tính xác suất của mỗi biến cố sau. Câu A, số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5. Câu B, số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5. Thì tương tự như vậy, việc đầu tiên chúng ta sẽ đi tính số kết quả có thể xảy ra. Thì để tính số kết quả có thể xảy ra, chúng ta sẽ viết tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra. Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra, đối với số tự nhiên được viết ra là, mình giả sử đó là tập hợp C chẳng hạn. Chú ý nè, số tự nhiên của chúng ta là có hai chỉ số. Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chỉ số là số 10, tiếp theo số 11, số 12, vân vân. Số lớn nhất là số 99. Đó. Đây là tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra. Nó có hai chỉ số, nhỏ nhất là 10, lớn nhất là 99. Thì từ đây mình thấy là tập hợp này có bao nhiêu chỉ số các bạn? Có bao nhiêu kết quả các bạn? Có bao nhiêu phần tử? Muốn tính số phần tử thì chúng ta lấy 90 trừ 10 cộng 1 nè. Cái số lớn nhất trừ số nhỏ nhất cộng 1. 90 trừ 10 thì chúng ta được 89. 99 trừ 10 chúng ta được 89 cộng 1 là 90. Như vậy thì số phần tử của tập hợp C là 90. Số phần tử của C là 90. Rồi bây giờ chúng ta đi vào câu A. Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5. Chia hết cho cả 2 và 5 là những số mà tận cùng là số 0. Ví dụ như là số 10, số 20, số 30, số 40. Được chưa? 10, 20, 30, 40, 90. Thì có mấy kết quả các bạn? Có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố này ha. Có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố. Biến cố đó là số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5 là số 10 này, số 20 này, số 30 này, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Đó. Thì trong các số này mình chỉ có 9 số này chia hết cho cả 2 và 5. Từ đây chúng ta có thể tính xác suất của biến cố này ha. Từ đây mình suy ra xác suất của biến cố này là 9 kết quả thuận lợi. Số kết quả thuận lợi chia cho số các kết quả có thể xảy ra. Số kết quả có thể xảy ra là 90. Được chưa? Rút gọn, chúng ta được 1 phần 10. Đó, xác suất này là 1 phần 10. Câu B. Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5. Tổng các chữ số bằng 5 mình có như là số 14 là 1 cộng 4 bằng 5. 23, 2 cộng 3 là 5. 32,
41, 50. Vậy mình có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố này ha. Câu B. Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố. Biến cố là số tự nhiên được viết ra là số có tổng các trừ số bằng 5 là có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố. Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các trừ số bằng 5 là số đó là số 14, số 23, số 32, số 41 và số 50. Nè, 1 cộng 4 là bằng 5, 2 cộng 3 bằng 5, 3 cộng 2 bằng 5, 4 cộng 1 bằng 5, 5 cộng 0 bằng 5. Đó, mình có 5 kết quả thuận lợi. Từ đây mình tính xác suất của biến cố này ha. Từ đây mình suy ra xác suất của biến cố này là số kết quả thuận lợi là 5, số kết quả có thể xảy ra là 90. Rút gọn, chúng ta được 1 phần 18. Rồi, chúng ta xong 18 các bạn. Mình có bài 9. Một đội thanh niên tình nguyện gồm 27 thành viên đến từ các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau. Mỗi tỉnh chỉ có đúng một thành viên trong đội. Chọn ra ngẫu nhiên một thành viên của đội thanh niên đó, tính xác suất của mỗi biến cố sau. Câu A, số thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên. Thì cũng tương tự như bài trên, để mà tính xác suất thì chúng ta cần tính số kết quả có thể xảy ra. Rồi mình sẽ dùng chung cho 4 câu ABCD. Thì bài này nếu mà chúng ta viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra thì nó dài dòng lắm ha. Mình làm cách khác ngắn hơn. Mình thấy là đội thanh niên tình nguyện gồm 27 thành viên. Cho nên là số kết quả có thể xảy ra đối với thành viên được chọn từ đội thanh niên đó sẽ là 27 ha. Vì đội thanh niên tình nguyện gồm 27 thành viên nên số các kết quả có thể xảy ra đối với thành viên được chọn từ đội thanh niên đó là 27. Vì đội thanh niên tình nguyện gồm 27 thành viên nên số kết quả có thể xảy ra đối với thành viên được chọn từ đội thanh niên đó là 27. Đó, mình không cần liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra, nhưng chúng ta vẫn biết được là số kết quả có thể xảy ra là 27 nha. Đây là
số các kết quả có thể xảy ra. Rồi, bây giờ mình lần lượt mình đi tính số kết quả thuận lợi cho biến cố ha. Thì câu A nè. Câu A là thành viên được chọn ra đến từ Tây Nguyên. Đó, cái này các bạn phải nắm được địa lý ha. Tây Nguyên là những tỉnh nào là Tây Nguyên các bạn? Tây Nguyên là nào thì coi. Đồng Nai, Tây Ninh, Long An. Mình đọc lại từ đó nha. Con Tum. À, đây. Bắt đầu tiên luôn. Con Tum là thuộc Tây Nguyên các bạn. Con Tum này, Gia Lai này, Đắk Lắk này, Đắk Nông này. Rồi Lâm Đồng luôn. 1 2 3 4 5. Đó. Như vậy thì có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố này ha. Mình ghi là có 5 kết quả. Thuận lợi cho biến cố. Biến cố đó là thành viên được chọn ra đến từ vùng Tây Nguyên. Là, giờ mình liệt kê ra. Đầu tiên là con Tum. Gia Lai. Đắk Lắk. Đắk Nông. Lâm Đồng. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Từ đây mình suy ra là xác suất của biến cố này là 5 phần 27. Nha. 5 phần 27. Xác suất của biến cố này là 5 phần 27. Rồi, mình xong qua. Tương tự như vậy, chúng ta qua câu B. Câu B là thành viên được chọn ra đến từ vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Thì mình thấy là Duyên Hải miền Trung mình có là Phú Yên nè, Khánh Hòa nè, Ninh Thuận nè, Bình Thuận nè. Hết ha. Duyên Hải miền Trung là có 4 tỉnh này. Còn Bắc Trung Bộ là thì không thấy có nha. Nhưng mà dù sao thì 4 bạn này cũng là 4 kết quả thuận lợi cho cái biến cố này. Mình nói là có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố. Có, ta lấy cái này ra nha. Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố. Biến cố là thành viên được chọn ra đến từ vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung là có 4 cái đoạn thuận lợi, đó là Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Phú Yên. Khánh Hòa. Ninh Thuận. Bình Thuận. Đó. Chúng ta có 4 kết quả thuận lợi. Và từ đây mình suy ra xác suất của biến cố này ha. Mình suy ra xác suất của biến cố này là 4 kết quả thuận lợi chia cho số kết quả có thể xảy ra là 27. Mình xong câu B. Mình qua câu C. Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ thì mình có là Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh. Được chưa? Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy thì mình có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố này. Câu C. Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố. Biến cố thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ. Thành viên được chọn ra đến từ vùng Đông Nam Bộ là Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh. Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh. Từ đây mình suy ra xác suất của biến cố này ha. Suy ra xác suất của biến cố này là 5 kết quả thuận lợi chia cho 27 kết quả có thể xảy ra. Chúng ta được 5/27. Tương tự như vậy, chúng ta qua câu cuối cùng. Đó là thành viên được chọn ra đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long. Thì đồng bằng sông Cửu Long chúng ta có là Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau. Đó, các bạn cũng làm tương tự như vậy. Mình đếm thử xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đó. Các bạn nói là có 13 kết quả thuận lợi cho biến cố ha. Câu D. Có 13 kết quả thuận lợi cho biến cố. Biến cố là thành viên được chọn ra đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long ha. Có 13 kết quả thuận lợi cho biến cố. Đó, biến cố là thành viên được chọn ra đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long là. Rồi các bạn liệt kê ra. Đó là Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau. Rồi từ đó mình suy ra xác suất của biến cố này là 13 kết quả thì 13/27 nha. Rồi các bạn tự làm bộ vở nha. Rồi thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.